Anh trai bản bên đang chơi bi ra thì bị chị gái làm phiền, nên anh nhanh chóng gọi chủ quán ra giải quyết, làm chị gái khá là ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi thấy chủ quán là anh đeo kính thì chị gái lại cảm thấy không sợ nữa, còn thách đấu anh đeo kính. Nếu anh mà thắng thì chị gái sẽ im lặng làm nhân viên cho, còn ngược lại thì chị gái sẽ được chơi phở di một năm. Anh đeo kính sau cú phá bi đã nhanh chóng đưa bi 6 vào lỗ. Tiếp tục, anh đeo kính đánh lừa chị gái và làm nhẹ cú chít bồ bi. Sau đó, anh đeo kính tiết lộ bí quyết, muốn chơi giỏi thì hãy đeo kính. Nhưng khi chị gái đeo kính dâm vào thì anh đã đưa liền 2 bi vào lỗ. Đến lúc nhìn lại thì chị gái nhận ra mình đã bị bi từ lúc nào không hay. Tiếp theo, anh đeo kính đưa nốt bi 1, rồi bi 8 vào lỗ,